hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tiến tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước cực lạc thanh tịnh trang nghiêm con này quy pháp môn tịnh độ tín nguyện trị danh cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành phật tối thắng này con nay quy đức quán thế âm bồ tát Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và thanh tịnh Đại Hại chúng Bồ Tát nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chống thành Phật đạo tịnh độ Đại Kinh giải diễn nghĩa tập thứ 9 do tịnh không lão pháp sư chủ giảng ngày 13 tháng 4 năm 2010 giảng tại hiệp hội Phật Đà giáo dục Hồng Kông chư vị pháp sư chư vị đồng học xin ngồi xuống <laughs> xin hãy xem bản kinh trang thứ bảy dòng thứ sáu từ dưới điểm lên hữu khế cơ giả Việc ngộ phù hợp thời cơ chi nghĩa Cụ điểm tổ Sau khi giới thiệu Sự khế cơ thù thắng Độc đáo mà cũng là chỗ đặc biệt thù thắng Của bản kinh này xong Lại cho chúng ta biết Bản kinh này không chỉ là Thích hợp khắp ba căn Gồm thâu trọn vẹn Lợi căn lẫn độn căn Mà nó còn thích hợp với thời đại Chữ thời đại này Bao gồm những ý nghĩa Các thời đại khác nhau Các nơi khác nhau các bối cảnh văn hóa khác nhau Thấy đều thích hợp Một bộ kinh hội tụ các ưu điểm như vậy Đích xác là chẳng dễ gì kiếm được Nhưng kinh này chính là một bộ kinh như vậy Tiếp đó cụ viết Như Lai Thùy Tự Ở đây là nói Thích Ca Mâu Ni Phật Mà cũng là nói A-di-đà Phật Vô cùng từ bi Đọc lưu thử kinh Ư chư kinh diệt tận chi tối hậu bách niên Trong pháp diệt tận kinh Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói về tình hình Phật Pháp suy diệt trong tương lai Hết thảy các kinh đều bị diệt mất Đều chẳng tồn tại tới cuối cùng kinh vô lượng thọ còn được lưu truyền một trăm năm đó là một trăm năm cuối cùng trong pháp vận của thích ca mâu ni phật bản nào của kinh vô lượng thọ sẽ được lưu lại cũng theo các bậc đại đức thọ ấy họ không sống cùng thời chúng ta mà thuộc thời đại của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Còn sớm hơn tôi một thế hệ, cùng gia dế với thầy tôi, cùng khẳng định bản hội tập này của hạ lão cư sĩ sẽ được lưu lại trong 100 năm cuối khi Pháp diệt tận. Vì sao? Trong phần trước, tôi đã giới thiệu cùng quý vị Bản này thật sự là bản kinh tiêu chuẩn bậc nhất trong tịnh tông Là bản tổng hợp hoàn chỉnh của năm bản dịch gốc Quả thật là bản tốt nhất của bộ kinh bậc nhất trong tịnh tông Chúng ta nghe xong cũng chẳng hoài nghi tí nào Kinh này thật sự là như thế Hạ Lão Cư Sĩ xuất hiện trong thời đại này Chúng ta tin cụ là bậc tái lại Để làm chuyện này Lão Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ xuất thế Cũng nhằm chú giải bản này Họ tới thế gian này Với nhiệm vụ đặc thù Và đều đã hoàn thành Do điều này có thể biết Thời mạc Pháp Hãy còn 9.000 năm nữa Vì thế chúng ta nói Đối với các nơi khác nhau Thời gian khác nhau Giang quá khác nhau Kinh này đều có thể thích ứng Chánh biểu thử kinh năng Khế ư ừ đương tiền cập dị lai chi xã hội giả Bất luận nơi nào cần đến bản kinh này đều đáp ứng Đương tiền khoa học phát đạt Nhân loại ưng cụ chi trì thức gì quản. Kiến thức mà chúng ta cần phải có ngày càng nhiều Đó có phải là chuyện tốt đẹp hay không? Nói thật ra Đây chẳng phải là chuyện tốt Người thật sự tu đạo không cần phải học những thứ ấy Tổ tiên cổ thánh tiên hiền Đã sớm dạy chúng ta điều này Như đạo gia đã nói Vị đạo nhật tổn Vị học nhất ít Vị học là như ở đây Cụ Hoàng đã nói Hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển Đó là vị học Mỗi ngày quý vị phải tăng trưởng những thứ ấy Kiến thức khoa học Đó là về phương diện tri thức Nhưng vị đạo Thì mỗi ngày phải buông xuống Tất thảy đều phải buông xuống Thì đạo mới thành tựu Đạo là gì? Đạo là thứ mà bản thân quý vị sẵn có à, Hiện thời đạo của quý vị chẳng thể hiện tiền Do quý vị có chứa ngại Có phiền não Nhà Phật gọi nó là nghiệp chướng Chứa ngại nhiều vô lượng Vô biên Vô tận Vô số Nhưng quy nạp lại Sẽ không ngoài hai loại lớn Phiền não chứng Và sở trì chứng Hai loại lớn này chứa ngại quý vị kiến tánh Chứa ngại cái tâm thanh tịnh Chứa ngại tâm bình đẳng của quý vị thanh tịnh bình đẳng giác là đạo là tựa đề của bộ kinh này chúng ta tu đạo là tu thứ này nếu tam địa mỗi năm một thanh tịnh hơn tức là đạo nghiệp của quý vị tăng trưởng bất luận tu học pháp môn hay tông phái nào trong mười tông phái của đại thừa phật pháp trung quốc trong chữ pháp môn pháp là phương pháp môn là môn đạo môn chính pháp môn là cửa ngõ để trở về tự tánh trong kinh nói tám dạng bốn ngàn pháp môn tám dạng bốn ngàn pháp môn nhằm đối trị tám dạng bốn ngàn phiền não bồ tát vô cùng tuyệt vời có thể triển khai thập thiện nghiệp đạo thành tám dạng bốn ngàn tế hạnh công đức viên mãn thánh phật rồi đạt đến thanh tịnh bình đẳng giác là cảnh giới như thế nào nửa phần trước của tựa đề kinh này nói về quả nửa phần sau là nói tới nhân tu nhân chứng quả quả bậc nhất là đại thừa đại thừa là trí huệ tức trí huệ bát nhã vốn sẵn có trong tự tánh hiện tiền trí huệ không do học mà có Tri thức thì học được Trí huệ chẳng do học được Mà sanh từ cái tâm thanh tịnh Vô lượng thọ là đức Trang nghiêm là tướng hảo Quý vị thấy đấy Chẳng phải là như Kinh Hoa Nghiêm đã nói hay sao Hết thể chúng sanh đều có trí huệ Và đức tướng của nhân lai Tựa đề kinh này chính là trí huệ Và đức tướng của nhân lai Đại thừa là trí huệ vô lượng thọ là đức trang nghiêm là tưởng quý vị đạt được những điều này vào lúc nào trong cõi thật báo trang nghiêm của chư phật như lai quý vị tu thành tựu cái tông thanh tịnh bình đẳng trở về cõi thật báo trang nghiêm tựa đề kinh này hay lắm nhưng chẳng phải do người hội tập tự lập một đề mục Như cư sĩ Dương Long Thư đặt tên cho bản hội tập của mình là Đại A Di Đà Kinh Bản của Ngụy Mặt Thâm có tựa đề là Vô Lượng Thọ Kinh Họ đều tự mình lập ra đề mục Chỉ riêng đề mục bản hội tập của cụ Hạ Liên Cư là hội tập Thật sự chẳng thêm vào một chữ nào đây mới gọi là bản hội tập tiêu chuẩn Ngay cả đề mục cũng là hội tập Phần nửa trước của đề mục là tựa đề kinh của bản dịch đời tống Nửa dưới tức là thanh tịnh bình đẳng giác Lấy từ bản dịch đời hán Đề kinh do được hội tập từ tên gọi của các bản dịch gốc mà thành Nên ý nghĩa càng rõ ràng <laughs> Tiếp đó sách viết xã hội tiến bộ Mỗi nhân sở kiên trì trách nhiệm bội tay Cố hàm ưu quản học đa này, Cuối cùng tận tụy tham gia kiến thiết tạo phước nhân dân thực hiện nhân gian tịnh độ chúng ta đọc câu này phải biết như lai bồ tát không đâu chẳng ứng quá biến hiện đúng như phẩm phổ môn đã nói nên hiện thân gì để độ được bèn hiện thân ấy Nên dùng phương thức nào để có thể giúp đỡ Thanh tựu chúng sanh Bèn dùng phương pháp ấy Chẳng có một phương pháp nhất định Do vậy đối với chuyện Đức Phật giảng kinh Thuyết pháp Chớ nên chấp trước Hãy chấp là trật Nếu quý vị chấp trước Đức Phật nói Ngài không thuyết pháp Chẳng thừa nhận Ngài thuyết Pháp à, chinh, Trong Kinh Kim Cang có ý nghĩa ý Đức Phật bảo nếu quý vị nói Đức Phật thuyết Pháp Quý vị đã bán Phật Quý vị quỷ bán Ngài Đức Phật chẳng thuyết Pháp Một chữ cũng không nói Chẳng thuyết Pháp mà nói suốt 49 năm Chúng ta phải hiểu như thế nào đây Thanh Lương Đại Sư đã giảng rất hay Lời Phật nói là thật Chẳng giả Trong khi giảng tựa đề bộ kinh Tứ Thập Hoa Nghiêm Thanh Lương Đại Sư đã nói một câu như thế này Hết thảy các Pháp do Đức Thế Tôn đã nói Trong 49 năm Toàn là do cổ Phật đã nói Đối với kinh giáo do cổ Phật đã nói Thích Ca Môn Ni Phật chẳng thêm vào một chữ nào Đức Phật nói còn nghiêm cẩn hơn câu nói của khổng lão phụ tử Thuật nhi bất tác, tính nhi hiếu cổ Thuật lại chứ không trước tác, tin tưởng chuộng cổ Phụ tử chỉ nói thuật lại chứ không trước tác còn Đức Phật nói chẳng thêm một chữ nào vào kinh điển do cổ Phật đã nói. Tuyệt vời lắm. Vì sao người ta có thể thành Phật, thành Bồ Tát? Mấu chốt ở ngay chỗ này. Con người hiện thời tâm ý bột chột, hơi hợt. Do nguyên nhân nào? Nguyên nhân là nếu học thì phải sáng tạo, phải phát minh. Chính mình phải có thứ gì đó. Chẳng phục cổ nhân. Cổ nhân quả thật khác với chúng ta. Cổ nhân bội phục. Ngưỡng mộ học theo cổ nhân. Chưa từng có ý nghĩ sáng chế cái mới đi ngược với lối tư duy khoa học hiện thời cách nghĩ này của cổ nhân là đúng hay cách nghĩ của người hiện thời là đúng nếu chúng ta học thấu triệt bộ hoàng nguyên quán sẽ biết thái độ của cổ nhân là đúng còn quan niệm của khoa học hiện thời là sai lầm Vì sao? Cổ nhân chứng đắc viên mạng Chứng đắc giống như một khối cầu Trên khối cầu quý vị chẳng thể thêm vào một điểm Thêm vào một điểm nó sẽ chẳng tròn đều nữa Mà cũng chẳng thể thiếu một điểm Thiếu một điểm cũng chẳng tròn Viên mãn Bất tăng Bất giảm Cổ Phật chứng điều này Mà Kim Phật cũng chứng đúng điều này do vậy kim phật như cổ phật chi tái lại chúng ta hiểu rõ hết thảy các pháp do đức phật hiện thời nói ra giống hệt như cổ phật đã nói bất tăng bất giảm đối với ý nghĩa và chân tướng sự thật này người hiện tại có thể hiểu được không nhiều vì thế tôi cũng thường nói thái độ tu học của các bậc đại thánh thế gian và xuất thế gian là tấm gương tốt nhất cho hàng hậu học chúng ta sở dĩ chúng tôi đặc biệt chọn bản chú giải của lão cư sĩ hoàng niệm tổ để học tập lần này quý vị hãy đọc kỹ bản chú giải của cụ hoàng có đúng là thuật nghi bất tác hay chăng mỗi khi cụ giải thích một đoạn kinh văn hay một câu kinh văn đều dẫn kinh điển làm chứng nếu không, lại dẫn lời giải thích của các vị cổ đại đức. Cổ đại đức cũng căn cứ trên kinh điển. Chính mình chẳng phát minh hay sáng tạo. Chúng ta phải hiểu điều này. Chúng ta phiền não tập khí nặng nề như thế, phân biệt chấp trước nặng như thế. Phải biết mình là hạng phàm phu chính cống Làm thế nào để có thể chuyển phàm thành thánh Hãy học tập thánh nhân Thật thà, ngoan ngoãn học Thật sự nghe lời Đối với những giáo quấn trong kinh giáo Chúng ta có làm được hay không? Có thể giảng kinh hay chăng? Chẳng có điều kiện này Thì trí huệ và đức năng đều chẳng phù hợp Xưa kia tôi đến Đài Trung thân cận Thầy Lý Theo Ngài học Phật Nhằm đúng lúc cụ mở khóa kinh học Để bồi dưỡng môn đệ học cách giảng kinh cụ muốn tôi tham gia tôi tự xét mình thiếu trí huệ thiếu năng lực tôi chẳng dám tôi nói con nghe kinh nghe lão nhân gia giảng kinh để học tập con nghĩ con chẳng có năng lực giảng kinh thầy cho tôi đến xem lớp học ấy đến xem thì đương nhiên là được rồi hãy đến xem thử một lần Thầy dùng phương pháp thiện xảo phương tiện ấy để dẫn tôi nhập môn. Tôi thưa với Thầy là chúng tôi chẳng thể giảng. Kết quả là nhận thấy phương pháp dạy giảng kinh của Thầy vốn là giảng chú giải của cổ nhân. Đọc chú giải của cổ nhân không hiểu thì giảng chú giải của người hiện thời. Xem chú giải bằng văn bạch thoại Cách giảng như vậy đó Tôi hỏi thầy vì sao học theo cách ấy Thầy trả lời không còn cách nào Bất đắc vì dĩ phải mấy chọn lấy cách, mấy 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 cách mấy. ấy Hiện thời không có ai giảng kinh nói, Chúng ta chẳng phát chúng tâm, ch tâm ch thì làm thế nào đi mấy Ai sẽ ra tay Không có ai cả Kinh giảng sai Sai một chữ là không được rồi Cổ Đại Đức đã nói về chuyện giảng sai một chữ Đấy vốn là một công án trong thiền tông Thác hạ nhất cá tự chuyện ngữ Đọa ngũ bách thế giả hồ thân Quý vị giảng bậy một chữ Sẽ đọa làm thân xuất sanh 500 đời Đáng sợ quá Thầy bảo tôi chúng ta chẳng có tư cách giảng thì hãy giảng chú giải Giảng chú giải của cổ nhân Chú giải của cổ nhân Viết bằng văn chương văn ngôn Này chúng ta dịch sang văn bạch thoại Dùng biện pháp này Hãy sai là lỗi của tác giả Chứ ta không sai Nếu văn chương viết bằng văn ngôn Đọc không hiểu Chúng ta hãy xem văn bạch thoại hiện thời Chiếu theo đó để giảng bỏ sót cũng chẳng Không sao chớ nên tự đơn thêm đơn những thêm 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 thứ gì của mình vào hãy để cổ nhân chịu trách nhiệm chúng tôi bắt đầu học giảng kinh từ chỗ này đến khi nào quý vị có thể tự mình giảng khai ngộ chưa khai ngộ thì hãy giảng lời chú giải của người khác phật khai ngộ trong các vị tổ sư Đại Đức Có rất nhiều vị khai ngộ Tuy nhiên khai ngộ Họ vẫn chẳng rời khỏi Phật Bồ Tát Hoàn toàn dựa theo di giáo của Phật Bồ Tát Chẳng có một tí ý nghĩa mới mẻ nào Tính nhi hiếu cổ Phật nhi bất tát là thái độ chúng ta nên học theo Hãy nên xuất sẵn học tập Học tập có thể thành tựu hay không? Tùy thuộc vào tâm thái học tập của quý vị Tâm thái như thế nào? Mới có thể học thành công Ấn Quang Đại Sư nói rất hay Thành kính Ngài dạy một phần thành kính được một phần lợi ích Mười phần thành kính được mười phần lợi ích Thành là gì? Tôi rất thành kính Tôi mười hai phần thành kính Đó là tiêu chuẩn của chính người ấy Chẳng phải là tiêu chuẩn của Phật Bồ Tát Thánh Hiền Theo tiêu chuẩn của Phật Bồ Tát và Thánh Hiền Thành là gì? Thế nào gọi là Thành? Trong đọc thư bút ký Tiên sinh Tăng Quốc Phiên Đã định nghĩa chữ Thành Ông ta giải thích như thế nào? Nhất niệm bất sanh thị dị thành. Người ta có học vấn, có đức hạnh, giảng tuyệt lắm. Niệm là gì? Giọng niệm đấy. Thế quý vị còn có giọng niệm sẽ chẳng thành. Nói theo Phật Pháp, quý vị vẫn khởi tâm đồng niệm. Khởi tâm động niệm là vô minh phiền não Thành ở chỗ nào? Phân biệt chấp trước chính là gió to sống cả Phiền não nghiêm trọng Do vậy Đức Phật dạy chúng ta Quý vị có thể chẳng chấp trước Hết thể các Pháp thế gian và suốt thế gian Đối với hết thảy các pháp thế gian và suốt thế gian Mà quý vị quyết định chẳng chấp trước Thì xin chúc mừng quý vị Quý vị đã chứng quả a à la hán Đã vượt thoát lục đạo luân hồi Nếu lại tiến thêm một bước nữa Lục căn tiếp xúc cảnh giới lục trăng Phân biệt cũng buồn xuống Chẳng còn phân biệt nữa thưa quý vị buông chấp trước xuống đạt được tâm thanh tịnh tâm thanh tịnh sanh ra trí huệ buông phân biệt xuống đạt được tâm bình đẳng tâm thanh tịnh là tâm bồ tát tâm bình đẳng là tâm phật cuối cùng là khởi tâm động niệm tức là vọng niệm cũng buông xuống Chẳng sanh ý niệm Chúc mừng quý vị Quý vị đã thành Phật Vì đạo ngày càng tổn giảm vọng tưởng Phân biệt chấp trước Thấy đều phải bỏ xuống Mỗi năm vọng tưởng phân biệt chấp trước Một nhẹ hơn Thì đạo nghiệp của quý vị Đang tiến bộ nếu mỗi năm một nghiêm trọng hơn Quý vị đã hoàn toàn tương phản Quý vị đang học đạo Nhưng đạo ấy chẳng phải là Phật đạo Mà là đạo gì? Phải biết đấy là lục đạo Quý vị đang tu luân hồi trong lục đạo tu Luân hồi trong lục đạo có thiện có ác nếu là thiện sẽ mà ba thiện đạo nếu bất thiện thì quý vị đang tu ba ác đạo đều là tu đạo đều gọi là đạo giới nên không biết điều này vì sao bồ tát ứng hóa trên thế gian chúng ta phải thấu hiểu cẩn thận hãy khéo học tập Nâng cao cảnh giới của chính mình Thật đấy Đức Phật đã nói hai câu mà ai cũng đọc được Nhưng quý vị chưa làm được Cần tu giới định huệ Tức diệt tham sân si Đó là công phu thật sự Nay chúng ta phải nghiêm túc Tự hỏi chính mình Tịnh nghiệp tam phước không chỉ là nguyên tắc chỉ đạo tối cao trong tịnh tâm Mà còn là nguyên tắc chỉ đạo của toàn thể Phật Pháp Điều thứ nhất là Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng Từ tâm chẳng giết, tu thập thiện nghiệp Chúng ta có làm được hay không? Đó là gì? Là điều kiện cơ bản để học Phật Nếu chúng ta không trọn đủ Sẽ chẳng có tư cách tiến nhập Phật môn Tiếng nhập Phật môn đòi hỏi điều kiện hạ người nào vậy? Thiện nam tử, thiện nữ nhân Thiện là bốn câu trên đây Bốn câu này là ba món căn bản của nho thích đạo Hiếu thân tôn sư ở trong đệ tử quy Từ tâm chẳng giết Trong cảm ứng thiên Do vậy quý vị có thể thật sự thực hiện đệ tử quy Cảm ứng thiên Và thật thiện nghiệp Thật sự làm được Sẽ hội đủ tiêu chuẩn thiện nam tử thiện nữ nhân có điều kiện này mới có thể tiến nhập Phật môn thọ tam quy ngụ giới phước thứ hai chính là đệ tử phật môn chân chánh thọ trì tam quy đầy đủ các giới chẳng phạm oai nghi chẳng đủ điều kiện trên đây sẽ chẳng có tư cách thọ lãnh giới pháp nhưng nay thì sao? Này chúng ta không đủ điều kiện mà vẫn thọ. Chương gia đại sư bảo tôi. Thọ giới để làm gì? Thọ để học. Ngàn giảng phần chớ nên nghĩ mình đã thọ giới, đã đắc giới. Không thể nói như vậy. Nói như vậy chính là gì? Đại giọng ngữ. Đại giọng ngữ thì quý vị chưa đạt được mà tưởng đã đạt được. người nói câu này sớm nhất chính là ngẫu ích đại sư ngẫu ích đại sư sống vào cuối đời minh minh mạc thanh sơ tuy là tổ sư tịnh độ tông tức tổ sư đời thứ chín nhưng ngài có công phu rất sâu nơi giới luật Giống như Hoàng Nhất Đại Sư trong thời cận đại Mọi người đều biết Hoàng Nhất Đại Sư nghiên cứu giới luật Do thời ấy Ngẫu Ích Đại Sư nghiên cứu giới luật Ngài cũng trước tác về giới luật rất nhiều Ngài bảo Tại Trung Quốc Từ triều Đại Nam Tống trở đi không có tỳ kheo tỳ kheo là tỳ kheo trên danh dự hữu danh vô thực không giữ được giới tỳ kheo nên chẳng có tỳ kheo muốn truyền giới xuất gia tức là truyền xuất gia tỳ kheo tỳ kheo ni giới tối thiểu phải có năm vị tỳ kheo mới có thể truyền giờ chẳng có năm tỳ kheo truyền giới nên người thọ giới chẳng thể đắc giới Ngài nói từ triều Đại Nam Tống về sau Chẳng có tỳ kheo Danh tự tỳ kheo chẳng phải là thật sự có Do vậy Khuyên mọi người Quý vị có thể đến thọ giới Nhưng biết đó là hình thức Thọ rồi phải học thật sự học một điều sẽ đắt một điều thì quý vị làm được người thọ ngũ giới rất nhiều rất phổ biến người thọ tại gia bồ tát giới cũng không ít nhưng ngũ giới có giữ được hay chăng đừng nói chi khác chẳng nói dối có làm được hay chăng Thường nói những câu nhảm nhí Dùng hữu ý hay vô ý Tức là chẳng giữ giới bất giọng ngữ Không sát sanh Không trộm cắp Chẳng tà giống. Quý vị hãy suy nghĩ đã làm được điều nào hay chưa Vẫn cứ nói tôi thọ mãn phần ngũ giới Thọ đủ năm giới Mãn phần ưu bà tắc ưu bà gì Ngũ giới làm không được Bồ Tát giới càng khỏi cần phải nói nữa Do vậy hữu danh vô thực Chúng ta phải biết điều này Kiếm đủ mọi cách lừa gạt chứ Phật Bồ Tát tôi chuyện gì xấu cũng đều chẳng làm quý vị thoại giới mà làm không được tội ấy rất nặng cách kết tội ra sao đã phạm tội gì phá hoại hình tượng Phật giáo quý vị có thừa nhận hay chăng người ta nhìn vào Phật giáo quý vị thấy Phật giáo đồ giống như vậy người ta đâu có chửi quý vị mà chửi toàn bộ Phật giáo ngay cả chư Phật Bồ Tát đều bị chửi lây Phải hiểu điều này Tính đồ tại gia không giữ được thập thiện Thập thiện tam quy ngũ giới đều làm không được Các đệ tử xuất gia không giữ được sa di luật nghi không chỉ sa di luật nghi mà tam quy ngũ giới thập thiện cũng làm không được quý vị nói xem phật giáo lẽ nào chẳng suy phật giáo suy ở chỗ nào chẳng có giới luật quý vị thấy phật pháp là tính giải hành chứng quý vị có tính có giải nhưng chẳng có hành khoan bàn về chứng không có hành làm sao có chứng chỉ có tính giải tính giải biến thành học thuật biến thành phật học có hành và có chứng mới biến thành học phật học phật và phật học khác nhau phật học là có thể nói nhưng chẳng thể hành Học Phật là có thể nói Và có thể hành Vì thế trong thời đại hiện tại Tìm một hiện tri thức Phải đến nơi đâu để tìm Tìm không ra Vì thế thầy mới dạy tôi Phở thầy Lý Lão Tài thế. thế Lão nhân già hết sức khiêm hư Tôn bái sư hành lễ bái sư để xin học với ngài Lão nhân già bảo tôi Tôi chỉ có thể dạy anh 5 năm Sau 5 năm sẽ làm như thế nào? Cụ giới thiệu một vị thầy Thầy của ngài Ấn Quang Đại sư Ấn Quang Đại sư đã khuất Văn sao vẫn còn Hàng ngày quý vị đọc văn sao Là thân cận Ấn Quang Đại Sư Ghi nhớ giáo huấn của Ấn Quang Đại Sư Số sáng nỗ lực thực hiện Thì quý vị sẽ là học trò của Pháp Sư Ấn Quang Mở ra một cửa Vì hiện thời tìm không được một vị thiện tri thức chân chánh Nhưng cổ nhân thì có Hãy làm tư thuộc đệ tử của cổ nhân Thầy giới thiệu tôi Làm tư thuộc đệ tử của Ngài Ấn Quang Đại Sư Tôi giảng kinh Dạy học tại các nơi ở hải ngoại nhiều năm như thế Chẳng dám tự nhận mình là thầy Chưa đủ tư cách Tôi cũng học theo phương pháp của thầy Giới thiệu một vị thầy cho mọi người Tôi giới thiệu ai vậy? Thích Ca Mâu Ni Phật Và A Di Đà Phật Là hai vị thầy tốt đẹp Theo các ngài chắc chắn tốt đẹp lắm Thầy ở nơi đâu? Trong vô lượng thỏ kinh Và A Di Đà Kinh Thâm nhập một môn Trường thời quân tôi xem kinh không hiểu thì hãy tìm trợ giáo tìm người giúp đỡ trợ giáo là ai người chú giải kinh là trợ giáo xem kinh hoa nghiêm không hiểu hãy tìm thanh lương đại sư tìm lý trưởng giả Chú giải của các ngài giúp chúng ta học tập xem di đà không hiểu tìm liên trì đại sư ngài có bộ sớ sau ngẫu ích đại sư có bộ yếu giải u khê đại sư có diên trung sau Trước khi bản hội tập này ra đời Thông thường người học kinh vô lượng thọ Đều học theo bản dịch của Khang Tăng Khải So trong năm bản dịch gốc Bản của Ngài Khang Tăng Khải hay nhất Lưu thông cũng rất rộng Đời tùy Huệ diễn đại sư có chú giải Sư có pháp danh hoàn toàn giống với sư tổ tịnh độ tông Lô Sơn Huệ Diễn Đại Sư Là tổ sư đời thứ nhất của tịnh độ tông Trung Quốc Do Huệ Diễn Đại Sư đời tùy trùng Tinh Trong Phật môn gọi Ngài là Tiểu Huệ Diễn nghe nói tiểu huệ diễn liền biết ngay là huệ diễn đại sư đời tùy hãy đọc bản chú giải của ngài khi chúng tôi học kinh vô lượng thọ tại đài trung nhằm lúc bản này vẫn chưa truyền đến đài trung thầy lý giảng vô lượng thọ kinh bằng bản chú giải của ngài tiểu huệ diễn chú sớ của cổ nhân giúp đỡ các đồng học Hiện thời có nhiều công cụ hơn Dùng máy thâu âm hay máy thâu hình Để giảng giải Nhằm giúp đỡ người đời sau Quá sức tuần tiện Chúng ta thành lập một đạo tràng Quý vị phải ghi nhớ ấn quan đại sư là một vị nhất đại tổ sư có đức hạnh có trí huệ lão nhân già dạy chúng ta trong tình hình xã hội hiện thời kiến lập đạo tràng hãy trọng phẩm chất đừng coi trọng số lượng tức là trọng thực chất đừng coi trọng hình thức Đạo tràng chớ nên to lớn Thảo am nhỏ là lý tưởng nhất Chúng thường trụ không nên hơn 20 người Dễ duy trì Các đồng học chí đồng đạo hợp ở cùng một chỗ Cộng tu Một phương hướng, một mục tiêu quyết định cầu sanh tịnh độ thảo am nhỏ ở được hai mươi người người trong ấy tâm đều thanh tịnh nếu dựng một ngôi chùa lớn giàu có lộng lẫy nguyên nga có bao nhiêu người sẽ dòm ngó nghĩ cách tranh đoạt Thích Ca Mâu Ni Phật thấy rõ ràng Cho nên Thỏa Phật tại thế Ngài giảng kinh thuyết Pháp 49 năm Chẳng dựng một đạo tràng nào Ngay cả thảo âm nhỏ cũng chưa hề dựng Vì sao? Này chúng ta hiểu rõ Lập đạo tràng sẽ có kẻ khởi ý niềm ác cái gì cũng đều chẳng có Ba y một bát Trưa ăn một bữa Đêm nghỉ dưới cội cây Quý vị còn trách đoạt gì nữa Vì thế mỗi cá nhân đều thanh tịnh Chẳng tranh chấp Thể hiện hay quá Thể hiện từ bi đến cùng cực Ngài thật sự chịu khổ thay cho chúng sanh Vì sao làm như vậy Nêu gương cho người đời sao xem Nói thật ra Thân thể chúng ta trong hiện thời Chẳng thể sánh với thân Phật Ngay cả đệ tử Phật Chúng ta cũng chẳng thể sánh bằng Người ta làm năm này qua tháng khác Đêm ngồi dưới cội cây Chẳng ngán gió táp Mưa tạt Kinh bảo là kim can bất hoại thân Người ta có đức hạnh này chúng ta không làm được này chúng ta nghỉ một đêm dưới gốc cây nói chung là ngày hôm sau phải nằm phòng cấp cứu chẳng có đức hạnh như người ta tướng chuyển theo tâm tâm người ta thanh tịnh chúng ta chưa đạt đến mức độ thanh tịnh ấy vì vậy trở nên không biết điều này trong xã hội hiện thời chúng ta càng chẳng thể rời khỏi xã hội mỗi ngày nghiêm túc học tập trong tiểu đạo trang đem công đức học tập hồi hướng cho xã hội hồi hướng cho hết thảy chúng sanh khổ nạn tiêu tai miễn nạn Chuyện này có thật hay không? Thật đấy Trong kinh Đức Phật đã nói rất tuyệt Hết thể các pháp sanh từ tâm tưởng Có một nhóm người như thế Dùng cái tâm thanh tịnh hàng ngày cầu nguyện Chân thành cầu nguyện sẽ sanh ra hiệu quả Đấy là đối với xã hội Trong xã hội có kẻ không tình Xưa này trong ngoài nước có rất nhiều sự tích linh nghiệm. Hiện tại có hay không? Hiện tại vẫn có. Dần dần khoa học cũng chậm chạp ấn chứng cho chúng ta, chứng tỏ cảnh chuyển theo tâm, chứng minh tướng do tâm sanh. người thật sự có đức hạnh sẽ thật sự có cảm ứng chẳng có đức hạnh thì sao chẳng có đức hạnh thì cũng phải tham dự các sự nghiệp phước lợi xã hội các tôn giáo ngoại quốc rất quan trọng việc này họ lập viện dưỡng lão cô nhi viện dục, ừ. dục ấu viện bệnh viện làm rất nhiều tôi cũng thấy rất nhiều họ nhiệt tâm thực hiện các sự nghiệp từ thiện phước lợi xã hội trong phật môn những chuyện này là làm kèm thêm chuyện thật sự phải làm là tự nâng cao cảnh giới của chính mình thành tựu đạo đức và trí huệ quý vị mới có thể thật sự giúp chúng sanh khổ nạn thật sự có năng lực quá giải tai nạn giảng cận thái hư pháp sư đề xướng nhân gian tịnh độ vậy này cũng là người sống trước chúng tôi một thế hệ, có khá nhiều cống hiến đối với Phật giáo Trung Quốc, cũng có không ít trước tác. tăng tường dẫn vô lượng thọ kinh văn cú trong khi diễn giải sự trích dẫn kinh văn từ kinh vô lượng thọ rất nhiều cái dĩ thử kinh sông chiếu thế xuất thế gian trong bộ kinh này đức phật giảng về pháp thế gian không ít mà giảng pháp xuất thế gian cũng rất nhiều tường thị chân tục nhị đế đức phật nương theo nhị đế để thuyết pháp đó là một tổng nguyên tắc của giảng kinh giáo học đế là gì nói theo cách phổ thông hiện thời đế là chân lý chân thực thực tại có hai thứ một là tục đế hai là chân đế, tục đế là pháp thế gian, chân đế là phật pháp. Thế gian và xuất thế gian đều quan tâm. Chân đế là sau khi minh tâm kiến tánh. Quý vị đã thấy được thật tướng của các pháp. những người bình thường trong thế gian chúng ta rất khó lý giải điều này thật tướng là thật nhưng chúng ta chưa tu học đến trình độ ấy nên đức phật chẳng nói chuyện này ngài giảng về pháp thế gian cũng có nghĩa là đức phật rất thông hiểu những kiến thức thông thường Đức Phật nói về những kiến thức thông thường của người thế gian Chúng ta rất dễ tiếp nhận Rất dễ hiểu Ngài dạy cha nhân từ Con hiếu thảo Anh nhường Em kính Chúng ta nghe rất vui vẻ Đó là thế tục đế Chẳng phải là chân đế Trần đế giảng Giảng pháp đều không Chúng ta sẽ không hiểu Chúng ta thấy rõ hết thảy các pháp hiện tiền Cứ sao là không Lẽ nào Phật là không? Tôi không hiểu điều này. Đó là chân đế. Cô về triết học cao cấp, người bình thường chẳng thể hiểu. Đức Phật nhìn vào căn tánh của chúng sanh, thấy quý vị thuộc trình độ nào, bèn thuyết Pháp đến mức đó. Vì thế, trong toàn bộ Phật Pháp, tiểu thừa toàn giảng về tục đế. Chân đế cũng nói, nhưng rất ít. trong pháp đại thừa chân đế và tục đế đều giảng ngay cả trong pháp nhất thừa cũng như thế pháp nhất thừa là pháp hoa và hoa nghiêm trong ấy vừa có tục đế vừa có chân đế không hoàn toàn giảng chân đế phù tịnh tông chí diệu tại ư bất ly phật pháp nhi hành thế pháp bất phế thế pháp nhi chứng phật pháp đây là chỗ thuộc thắng của tịnh tông đúng là xảo diệu tiếp đó sách chiến nhân trì danh chi pháp tối di phương tiện tùy địa khả tu có thể tu bất cứ lúc nào tu ở bất cứ chỗ nào một câu phật hiệu trong tâm phải thực sự làm được tiêu chuẩn như đại thế chí bồ tát đã nói Nhíp đoạn sáu căn Tịnh niệm tiếp nối Thật sự chẳng giả à, cân. Giữ dẫn lục căn Chẳng cho chúng rong ruổi theo bên ngoài à, lễ. Phi lễ vật thị Phi lễ vật tính là... Khống chế được Lục căng chẳng chạy theo cảnh giới lục trần Đối với Phạm Phu Cảnh giới lục trần bên ngoài dẫn dụ lục căng Quý vị bạn tạo nghiệp Thật sự có thể khống chế nó Thì có thấy cảnh giới bên ngoài không? Thấy chứ? nhưng thấy ra sao chẳng để trong lòng thấy mà như không thấy nghe mà chẳng nghe chẳng bận lòng đó gọi là công phu trong tâm là gì trong tâm là a di đà phật trừ a di đà phật ra cái gì cũng đều chẳng có trò chuyện trao đổi với quý vị đó là pháp thế gian nhưng phật hiệu trong tâm chẳng gián đoạn chẳng phải là nói tôi có chuyện phải làm tôi buông niệm phật xuống đó là gì đó là công phu vẫn chưa đủ chưa đạt người mới học mới phải làm như vậy đặc biệt là khi phải dùng đến đầu óc suy nghĩ quý vị tạm thời buông phật hiệu xuống để làm việc sau khi làm xong xuôi lại niệm phật nếu đã đạt niệm phật tam muội sẽ chẳng có chướng ngại trong 12 thời phật hiệu chẳng gián đoạn làm được chứ chẳng phải là không làm được Xưa kia tôi ở Đài Loan Vào dịp Tết năm nọ Có một vị lão cư sĩ đến chúc Tết tôi Cụ cũng là tín đồ đã lâu Của qua tạng đồ thư quán Bà cụ đến bảo tôi Bạch Pháp Sư Này trong lòng tôi rất thanh tịnh Chuyện gì tôi cũng đều buồn xuống Nhưng không thể bỏ cháu nội được công phu niệm phật của bà cụ rất tốt không buồn cháu nổi xuống được tôi nói với cụ bà hãy tưởng a di đà phật là cháu bà bà sẽ thành công bà cụ chẳng nghĩ đến cháu chẳng nghĩ tới nhưng trong tâm thật sự quá cháu thời thời khắc khắc đều có bóng dáng của đứa cháu a di đà phật thường treo nơi miệng trong tâm là cháu Do vậy tôi dạy bà cụ một phương pháp để thay đổi Hãy đem cháu bà đổi thành A-di-đà Phật Bà sẽ thành công Trong lòng thật sự có A-di-đà Phật Đó là niệm Phật Ước Phật niệm Phật hiện tiền Đương lai tất định kiến Phật Đại Thế Chí Bồ Tát nói như thế Nếu chúng ta một lòng một dạ Nghĩ tới thế giới cực lạc Mong giảng sanh Chẳng giảng sanh sẽ phiền phức lớn lắm Chẳng giảng sanh sẽ phải luân hồi trong lục đạo Luân hồi trong lục đạo đúng là khổ quá Chẳng muốn luân hồi nữa Chẳng còn tiêm nhiễm những thứ trong lục đạo Tâm quý vị bàn định Cái gì cũng đều chẳng nghĩ tới Mỗi ngày ăn no ba bữa là được rồi Chuyện gì cũng không phải tuy tìm Có thể ăn đủ no Quần áo có thể chống lạnh là được rồi Có một chỗ nhỏ bé để ngủ là đủ rồi Cần chi nữa Quý vị đã biết đủ Biết đủ thường vui Tâm chẳng có mãi may gánh nặng nào Thân lẫn tâm đều chẳng có áp lực Quý vị nói có tự tại lắm hay không Trong tâm thật sự có Phật Công phu như vậy Nhanh là một năm Chậm thì tối đa là ba năm Quý vị sẽ đạt được niệm Phật Tam Mùi Niệm Phật Tam Muội là gì? Tâm thanh tịnh. Trong tựa đề của Kinh Vô Lượng Thọ có thanh tịnh, quý vị đã đạt được. Tâm thanh tịnh sanh trí huệ chẳng còn sanh phiền não nữa. Khi nào sẽ giảng sanh? Trong cảnh giới ấy, muốn giảng sanh lúc nào sẽ giảng sanh khi ấy. Quý vị vừa nghĩ a di đà Phật liền đến Có thọ mạng nhưng chẳng cần thọ mạng nữa Đi ngay bây giờ được chăng? Được Thông tin của quý vị gửi sang a di đà Phật Ở nơi đây vừa khởi niệm a di đà Phật liền biết ngay Phật đã tiếp dẫn Chẳng có công phu ấy sẽ không được Nghĩ cách nào Phật cũng chẳng đến Vì sao nghĩ mà Phật không đến Do quý vị vọng tưởng Nên Phật không đến Vẫn chưa buông những thứ tạp nhạp Trong thế gian xuống được Thật sự buông xuống Sẽ có thể ra đi bất cứ lúc nào Thế giới này khổ ngần ấy Chịu khổ nhiều năm ngần ấy Còn có gì tốt đẹp để lưu luyến nữa Sanh về thế giới cực lạc vĩnh viễn lìa khổ Được vui Vì sao chẳng làm Nói thật ra là vì tham sống sợ chết nếu có niệm Phật đường nào mở ở đây Bảo mọi người đến chỗ tôi niệm Phật Chắc chắn 7 ngày sẽ giảng sanh Quý vị thấy có ai dám tới hay không? Không dám tới Mỗi ngày cầu giảng sanh Nhưng 7 ngày chắc chắn giảng sanh Thì chẳng ai dám tới niệm Phật đường ấy Giả chất Chẳng thật Miệng đúng tâm sai Sau khi chúng ta hiểu rõ Phải thật sự làm các đạo lý đều hiểu rõ, minh bạch Quả thật là chẳng lìa Phật Pháp Mà hành Pháp Thế gian. Pháp Thế gian và Phật Pháp Chẳng có một chút chứa ngại nào Bất luận làm việc gì Trong tâm Phật hiệu chẳng gián đoạt Đó là công phu thành phiến sanh vào phạm thánh đồng cư độ của tây phương cực lạc thế giới nhưng cũng chẳng sao cả đức thế tôn đã nói minh bạch sanh đến tây phương cực lạc thế giới liền viên chứng bốn cõi Quả đức thù tháng này đến đâu để cầu? Trong tám dạng bốn ngàn pháp môn Chỉ có một môn này là có Những môn khác chẳng có Vì thế gặp gỡ pháp môn Rất khó có này Rất chẳng dễ dàng Đã gặp mà không chịu tu Ở ngay trước mặt mà bỏ lỡ Tội ấy rất nặng Có lỗi với chính mình có lỗi với chư phật bồ tát có lỗi với cha mẹ tổ tiên bởi lẽ quý vị giảng sanh sẽ thành phật người nhà của quý vị sẽ đắc độ bất luận họ ở trong đường nào quý vị đều thấy rõ ràng họ gặp khổ nạn quý vị có thể giúp họ họ có duyên với quý vị cho nên họ có cảm quý vị sẽ có ứng Họ đang chịu khổ, chịu nạn Mong mỏi có người giúp đỡ Đó chính là cảm Quý vị có duyên với họ lập tức nhận được tin tức ấy Thật sự có thể giúp đỡ họ Chẳng phế Pháp thế gian mà chứng Phật Pháp chẳng phế và chẳng lìa có cùng một ý nghĩa thế pháp là gì thưa cùng quý vị đệ tử quy là thế pháp cảm ứng thiên là thế pháp hợp thiện nghiệp cũng là thế pháp quý vị thấy đó vận dụng ba thứ này ngay vào trong cuộc sống hàng ngày của chính mình vận dụng ngay vào công việc của chính mình dùng ngay trong sự đãi người tiếp giờ của chính mình thế pháp đấy nêu gương tốt cho người thế gian trong tâm là a di đà phật Thì sẽ thành công Thế Pháp không chỉ chẳng chứa ngại quý vị Mà quý vị còn tích lũy công đức nơi ấy Nâng cao phẩm vị khi sanh về thế giới cực lạc Quý vị làm bao nhiêu chuyện tốt Nêu gương rất tốt trong xã hội Tâm quý vị thanh tịnh Người ta nhìn không thấy nhưng để tử quy Cảm ứng thiên Thập thiện nghiệp của quý vị Người ta sẽ thấy Để thay đổi phong thái xã hội hiện thời Cần phải có những điều này Tổ tiên để lại cho chúng ta Những thứ tốt đẹp yêu thương con cháu dường ấy ân sâu đại đức khôn sánh này chúng ta là con cháu bất hiếu trong đời này chẳng hiểu lòng yêu thương của tổ tiên gạt bỏ giáo huấn của họ sang một bên lại còn chê họ lỗi thời tâm thái như vậy quý vị nói xem có tránh khỏi chẳng bị báo ứng hay chăng chúng ta đúng là khó có trong thời đại này và trong lứa tuổi như vậy mà được gặp gỡ pháp môn này mới giác ngộ mới hiểu rõ nhanh chóng quay đầu suốt sáng học tập tự lợi Lợi tha Lợi tha là tự lợi Bản thân quý vị chẳng xuất sáng học tập Sẽ không có cách nào lợi tha Mình thật sự học Sẽ thật sự đạt được lợi ích Người khác trông thấy sẽ học theo Biểu hiện tốt đẹp mà Tôi nhớ năm xưa chúng tôi ở Mỹ Hàng xóm gần đó đều là người Mỹ. Tôi sống trong một căn nhà nhỏ đối diện nhà hàng quán trưởng. Những người hàng xóm rất hâm mộ chúng tôi. Có một buổi sáng chúng tôi ra ngoài tản bộ, bên ngoài là công viên. Những người hàng xóm trông thấy tôi Bèn nói họ thấy chúng tôi mỗi ngày Đều vui vẻ vừa ấy Khuôn mặt tràn đầy dáng vẻ tươi cười Họ hỏi các vị làm nghề gì vậy Vì sao vui sướng ngân ấy Chúng chúng tôi bảo họ chúng tôi niệm phật họ hỏi niệm phật là gì có cơ hội giáo dục rồi niệm phật đích thực là học điều gì chúng tôi bảo họ niệm phật chính là học trí huệ họ nghe xong bèn nói điều này cần thiết Tôi cũng muốn học Tôi nói thứ hai là trường thọ Thứ ba là vui sướng Họ nói chúng tôi cần Họ đều là tín đồ cơ đốc Mỗi chủ nhật đều đi nhà thờ Tôi bèn khuyên họ Ngày thứ bảy các vị hãy đến Phật đường của chúng tôi Để học trí huệ Học trường thọ Học vui sướng Ngày chủ nhật quý vị đi nhà thờ Chẳng gì phạm luật đạo ở chỗ quý vị có chúa còn chúng tôi ở đây có thầy đức phật là thầy của chúng ta ngài chẳng phải là thần ừ. đúng là sau đấy dần dần người ta đến đông hơn những dùng phụ cận đều đến bởi lẽ họ quan sát trước quan sát mấy tháng rồi mới tiếp cận chúng tôi từ từ họ hiểu biết vì lẽ đó tôi nói tín ngưỡng tôn giáo và học phật chẳng xung đột quý vị tín ngưỡng tôn giáo thần là cha của quý vị có quan hệ cha con hoặc chủ tớ với quý vị quý vị đến chỗ chúng tôi có quan hệ thầy trò với thích ca mâu ni phật ở nhà quý vị có cha mẹ ở trường có thầy làm sao xung đột cho được họ nghe nói rất vui thích chẳng xung đột mà Tiếp đó Cổ hoàng nhắc nhở chúng ta Tùy địa khả tu Hà đại độ nhập sơn lâm Tuy, tuy thời khả niệm lao Bất lầu bế quan đại. yến toạc Ý nói Chẳng cần là phải đại. tìm một A-lan nhã A la nhã là tiếng phạn, tức là tìm một nơi thanh tịnh có thể tu trong bất cứ lúc nào. Hương cảng là một nơi phồn hoa nhất, có thể tu được hay chăng? Có thể, chẳng bị trở ngại gì. Thuận tiện hơn các pháp môn khác. Thí dụ như học thiền, học mật sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn từ hoàn cảnh. Đều phải tìm một nơi thanh tịnh. Gọi là lan nhã Có nghĩa là thanh tịnh Rất an tịnh Tiêu chuẩn như thế nào Vào thời cổ phải là nơi không nghe tiếng trâu kêu Lấy đó làm tiêu chuẩn Tại nông thôn nuôi trâu Tiếng trâu kêu lớn nhất Chỗ quý vị tu thiện hay tu mật Phải là nơi không nghe thấy tiếng trâu kêu Trong thôn trang Nơi đó gọi là đạo tràng thanh tịnh Niệm Phật phải có phước báo Nhưng khi tôi thiếu phước báo Thì ở chốn náo nhiệt vẫn tu được Vẫn có thể học thành công Do vậy Không cần phải lánh vào rừng núi Cũng không cần phải bế quan Yến tọa Yến tọa là tỉnh tọa Tiểu gia đình trong xã hội hiện thời Công việc vô cùng bận biệu Lấy đâu ra thời gian để tỉnh tọa Do vậy pháp môn này thù thắng Pháp môn này chẳng có một tí chướng ngại nào Đảng phá quảng đại giác tâm Nhất hướng chuyên niệm danh hiệu Hạ chí thập niệm nhất niệm Việc đắc giảng sanh Bất ngộ thế gian công tác Y cựu đốn thoát sanh tử Kỹ năng tự giác giác tha quản độ chúng sanh ư dị lai Diệp phục tự tha cao, cao, cao lợi Tạo phước xã hội ư đường thế Đây là sự thật Nói rõ pháp môn này Thích hợp bất luận thời đại nào đặc biệt là trong xã hội hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển những người công việc bận rộn phải tranh thủ từng phút từng giây khoa học kỹ thuật thay đổi hàng ngày hàng tháng nếu quý vị không nỗ lực học tập sẽ trở thành lạc hậu nhất là những người làm việc trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật chúng ta thấy họ có lớp huấn luyện bổ túc cứ mỗi nửa năm lại phải tái giáo dục những thứ mới mẻ hơn ra đời họ phải đi học từ một tuần cho đến hai tuần nhằm tiếp nhận những thứ mới mẻ đôi khi mỗi ba tháng lại phải học huấn luyện bổ túc một lần mỗi năm chẳng thể thiếu hai hoặc ba lần huấn nghiệp như vậy quả thật cuộc sống trong xã hội này rất bận rộn nếu quý vị muốn thành tựu đạo nghiệp sẽ chẳng dễ dàng nhưng tịnh độ đã tạo phương tiện cho quý vị Quá giải vấn đề khó khăn này Tiếp theo là thị cố kinh dân đương lai chi thế Kinh đạo diệt tận Ngã dĩ từ bi ai mẫn Đặt lưu thử kinh chỉ phụ bách tuế Kỳ hữu chúng sanh trị tư kinh giả Tùy ý sở nguyện Giai khả đắc độ đây là kinh văn ở phần sau kinh vô lượng thọ. <laughs> Thích Ca Mâu Ni Phật sẽ giới thiệu đương lai chi thế kinh đạo diệt tận khẳng định chẳng phải là hiện tại do trên thế giới có nhiều nhà tiên tri nói đến ngày tận thế các tôn giáo ngoại quốc cũng nói tới ngày tận thế có đúng là thế giới sẽ có ngày tận thế hay không Đều có vấn đề Phật Pháp chẳng có cách nói như thế Phật Pháp nói Pháp giận Pháp giận của Thích Ca Mâu Ni Phật Là một dạng hai ngàn năm Thưa quý vị Chư Phật xuất thế Pháp giận khác nhau Nói thật ra Phật đâu có Pháp giận Giận là do chúng sanh mà có Chánh Pháp, tượng Pháp, mạc Pháp Đều do chúng sanh Chúng ta sốt sắng chịu học Đấy chính là chánh pháp Sau khi nghe xong chẳng muốn thực hành Đó chính là tượng pháp Nghe mà cũng chẳng muốn nghe Đó chính là mạt pháp Do vậy ba thứ pháp giận là nói theo phía chúng sanh Chứ không nói theo Phật pháp Phật chẳng có vấn đề Mà pháp cũng không có vấn đề Thật sự là con người có vấn đề Chúng ta có tâm ưa thích Phật Pháp mạnh mẽ như vậy Đó là chánh Pháp Này chúng ta học tập như vậy có khác gì Thái độ học tập của mọi người thỏa thích ca mâu ni Phật tại thế hay không Chẳng khác gì cả Họ theo thích ca mâu ni Phật có thể thành tựu trong một đời Này chúng ta gặp pháp môn này bảo đảm cũng thành tựu trong một đời này Đấy là chánh Pháp nhưng đức phật thấy căng tánh con người đời sau đúng là kém hơn đời trước đến chín ngàn năm sau này chúng ta dần dần nghĩ đến chuyện này nghiệp do chúng sanh đã tạo tích lũy lại Tích lũy ác nghiệp càng nhiều Dẫn may của con người chẳng còn Hoàn cảnh cư trú biến đổi theo Phong thủy luân lưu xoay chuyển Phước nhân cư phước địa Chỗ phong thủy chẳng tốt Nhưng người có phước báo đến ở nơi ấy Hai ba năm sau Phong thủy sẽ biến thành tốt sẽ biến chuyển Nơi ấy trở thành đất báo trong phong thủy Kẻ thiếu đạo đức Tạo tác ác nghiệp Đến ở nơi đó 3 năm Phong thủy đều biến thành xấu Cảnh chuyển theo tâm mà Địa cầu là một khối bảo địa Người trên địa cầu đều có thể tùy thuận tánh đức. Tu thập thiện, chẳng tạo thập ác. Cả một khối bảo địa sẽ chẳng có tai nạn gì. Sẽ trở thành giống như thế giới cực lạc. Quý vị thấy Đức Thế Tôn giới thiệu thế giới cực lạc. Kinh Di Đà nói người nơi ấy đều là bậc thượng thiện cùng ở một chỗ. Chẳng phải là thiện tâm thường Mà là thượng thiện tiêu chuẩn thượng thiện cũng không cao lắm đức phật bảo chúng ta tu thượng phẩm thập thiện mà không muốn đến thế giới cực lạc thì sẽ sanh vào đâu sẽ sanh trong thiên đạo từ đau lợi thiên trở lên là thượng phẩm thập thiện Giảng sang Tây Phương cực lạc thế giới Phạm Thánh Đồng Cư Độ là Thượng Thiện Nơi ấy chẳng có tai nạn gì Trung Phẩm Thập Thiện Là Nhân Đạo Hạ Phẩm Thập Thiện Là A Tu La Đạo Đó là Tam Thiện Đạo người giảng sanh tây phương cực lạc thế giới không chỉ là thượng thiện, ngoài thượng thiện ra người ấy còn là giác ngộ chẳng mê. trong lục đạo người thượng thiện sanh lên cõi trời vẫn là mê chẳng giác chưa ngộ. vì sao biết là ngộ trong kinh đã nói rất rõ ràng một người thật sự phát bồ đề tâm là giác ngộ phát tâm quyết định muốn cầu sanh về tây phương tịnh độ ý niệm ấy là giác ngộ vì sao quý vị muốn rời khỏi lục đạo luân hồi không chỉ muốn rời khỏi lục đạo luân hồi mà còn muốn thoát ly mười pháp giới thoát ly mười pháp giới là ai vậy bồ tát a la hán chưa thoát được a la hán chỉ thoát ly lục đạo luân hồi chẳng thoát ly mười pháp giới quý vị phát cái tâm này muốn sanh về thế giới cực lạc dẫu là hạ hạ phẩm giảng sanh trong cõi phàm thánh đồng cư cũng thoát ly mười pháp giới tuy chưa phải là đại triệt đại ngộ Nhưng đã đạt được quả báo giống như người đại triệt đại ngộ. Đây là pháp môn hy hưởng. Thật sự phát tâm chẳng còn lưu luyến thế gian này. Không chỉ chẳng lưu luyến thế gian này mà thế giới qua tạng cũng chẳng lưu luyến. quý vị hướng tới thế giới hoa tạng sẽ không sanh về đó được à, nếu quý vị thật sự không khởi tâm không động niệm chẳng phân biệt chẳng chấp trước thì mới có thể sanh về thế giới hoa tạng quý vị nói xem có khó khăn lắm hay không nhưng tới thế giới cực lạc là tới thế giới hoa tạng Thế giới hoa tạng Chỗ bảo địa thù thắng nhất trong thế giới hoa tạng Là thế giới cực lạc Trước kia tôi giảng kinh này Tại Tân Gia Bàn Đã nêu một tỷ dụ cho các đồng học Họ nghĩ hoa tạng và cực lạc là hai chỗ tôi bảo họ chẳng phải là hai chỗ mà là một chỗ tôi nói thế giới hoa tạng giống như tân gia ba còn thế giới cực lạc giống như con đường ô tiết con đường ô tiết là nơi phồ hoa nhất trong xứ họ cực lạc là chỗ tinh hoa nhất trong thế giới hoa tạng sanh về thế giới cực lạc là sanh vào hoa tạng sanh vào hoa tạng vẫn chưa đến thế giới cực lạc nhưng cũng có người có thể đến gian thụ phổ hiền dùng mười đại nguyện dương dẫn về cực lạc vẫn có thể đến nhưng chẳng trực tiếp giảng sanh thỏa đáng như vậy Do vậy, chúng ta phải hiểu rõ điều này. Thì mới thật sự buông xuống dạng duyên. Nhất tâm quy y di đà tịnh độ. Trong đoạn này đã dẫn một đoạn kinh văn trong kinh vô lượng thọ Thích Ca Mâu Ni Phật nói Đương lai chi thế kinh đạo diệt tận Có cùng một ý nghĩa như đã nói trong Phật trên Ngã dĩ từ bi ai mật Đặt lưu thử kinh chỉ trụ bách tuyết Chúng ta phải biết bộ kinh này Phở Đức Thế Tôn Tài Thế Ngài đã nhiều lần tuyên giảng Nhất định phải ghi nhớ điều này Thuở Phật tài thế bất luận kinh điển nào cũng chỉ giảng một lần chẳng nhắc lại chỉ riêng bộ kinh này được tuyên giảng nhiều lần vì sao là do mong mỏi kinh này có thể tồn tại đến kỳ pháp diệt tận sẽ là bộ kinh bị diệt cuối cùng kỳ hữu chúng sanh trị tư kinh giả Trị là gặp gỡ Cũng có nghĩa là đến khi Pháp gần như bị diệt hết Kinh đạo đều chẳng còn Chỉ còn lại một bộ kinh Mà nếu quý vị được gặp Tùy ý sở nguyện Giai khả đắc độ Quý vị nghĩ đến thế giới cực lạc là được rồi Quý vị niệm Phật bèn có thể giảng sanh Quý vị muốn giảng sanh lên trời cũng được Muốn sanh trong loài người cũng được Thuận theo lòng mong mỏi Đều có thể mãn nguyện Lương dĩ thử kinh phù hợp xã hội chi thật huống Đúng như kinh Hoa Nghiêm đã nói Lý sự vô ngại, sự sự vô ngại Pháp môn này là pháp môn vô chướng ngại Chân tục tịnh chiếu Lý sự song dung Phạm thánh tề thâu Tâm Phật bất nhị Tâm Phật bất nhị là thật đế Trong phần trước tôi đã nói với quý vị Phạm thánh tề thâu là tục đế Đến phần sau sẽ nhắc lại ý nghĩa này. Trong kinh nói đến điều này rất nhiều. Cố năng trường tồn, nhi độc lưu ư mạc thế. Mạc thế là thời đại mạc Pháp. Lương dĩ thử kinh bất đảng di tịnh độ quần kinh chi cương yếu Nhất đại tạng giáo chi chỉ quy Thật diệt di thử giới tha phương Hiện tại Vị lai nhất thiết Hữu tình ly khổ Đắc lạc cứu cánh Bồ đề chi pháp yếu Kỳ diệu như vậy ư Thật vậy chẳng giả tí nào Kinh này không chỉ là cương lãnh Và tinh yếu của tịnh tông Trong hết thể các kinh do Thích Ca Mâu Ni Phật đã giảng trong 49 năm, chỗ chỉ quy cuối cùng là tịnh độ. Kinh Hoa Nghiêm đến cuối cùng là tịnh độ, mười đại nguyện dương dẫn về cực lạc. Trong kinh Pháp Hoa, Long Nữ 8 tuổi thành Phật. Cũng là do nghe Giang Thù Bồ Tát giảng kinh pháp hoa nghe hiểu rồi bèn phát nguyện cầu sanh tịnh độ thanh phật trong hết thảy các kinh đức phật chuyên giảng tịnh độ trong ba bộ kinh tức là kinh vô lượng thọ kinh quán vô lượng thọ phật Kinh A-di-đà Những kinh này là chuyên giảng Trong ba bộ kinh ấy Kinh vô lượng thọ được tuyên giảng nhiều lần Còn hết thảy các kinh khác giảng kèm thêm về tịnh độ Có hơn một trăm bộ Do vậy, cổ đức bảo Thiên kinh dạng luận Xứ xứ chỉ quy Đặc biệt lịch sử Đại Tổ Sư Đại Đức Chứ Đại Bồ Tát Bất luận tuyên giảng pháp môn như thế nào Đều khuyên thêm mọi người hãy niệm Phật Cầu sanh tịnh độ Chỉ có mình pháp môn này Lý sự vô ngại Sự sự vô ngại Bất luận căn tánh nào cũng đều có thể tu Đều có thể thành tựu giống như thiện đạo đại sư đã nói dạng tô dạng nhân khứ muôn người căn tánh khác nhau không một ai chẳng thành tựu do vậy đúng là thử giới tha phương chữ thử giới chỉ thế giới sa bạc chữ tha phương chỉ cõi nước của hết thảy chư phật hiện tại vị lai là hiện tại và tương lai trong thế giới này và các phương khác pháp yếu để hết thảy hữu tình lìa khổ được vui đạt được bồ đề rốt ráo bồ đề rốt ráo là thành phật viên mãn pháp là phương pháp pháp yếu là phương pháp quan trọng nhất Chẳng dễ gì đạt được Tiếp theo đó Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ Phát nguyện hồi hướng Niệm Tổ cảm ơn đồ báo Phát vô thượng tâm Kính chú thử kinh tụ Phật quệ mạc Báo ân Gặp được pháp môn này Tri ân báo ân à, Vì sao mọi người chẳng thể dũng mãnh phát khởi như vậy Do không biết ân đức Thuở ấy Thích Ca Mâu Ni Phật đã nhiều lần tuyên giảng là vì ai Khi chúng ta gặp được Chịu tin tưởng, có thể lý giải, phát nguyện cầu giảng sanh, đó chính là Đức Phật đã vì ta mà giảng. Nếu quý vị hiểu rõ có thể tiếp nhận Tức là Phật đã vì quý vị giảng kinh này Ngay lập tức gánh giác mới là tri ân Đức Phật Chẳng phải giảng cho ai khác Mà là giảng cho tôi Hoàng lão cư sĩ gánh giác như thế đó Dùng phương pháp nào để báo ơn Chú giải kinh này thầy phó chúc sau khi hạ lão cư sĩ hội tập thành công bộ kinh này cụ đã tự giảng cư sĩ quan niệm tổ là học trò của cụ hạ đã nghe từ đầu, chẳng sót buổi giảng nào. Cậu nghe rất nghiêm túc, thầy có thể nhìn thấy. Cậu học trò này đối với pháp môn này mười phần thành kính, cậu ấy sẽ được mười phần lợi ích. Vì thế để cho trò chú dạy. Hãy tin tưởng trò Đệ tử thật sự của Đức Phật Phải báo ơn Phật Câu tiếp theo là Tôn Phật Huệ Mạng Niệm niệm mong cho chánh pháp của Thích Ca Như Lai Tồn tại lâu dài trong cõi đời <laughs> Muốn cho chánh pháp tồn tại lâu dài trong cõi đời Phải dùng đến phương cách nào Chính mình phải nghiêm túc học tập Đời đời truyền thừa Chúng ta học từ chỗ thầy Học đạt rồi Đạt được lợi ích thù thắng Phải tuyên truyền cho đời tiếp theo Phật môn gọi chuyện này là truyền đăng chứ để ngọn đèn sáng ấy bị tiêu diệt Chúng ta chẳng truyền Thì chẳng truyền là tiêu diệt Hệ bị tiêu diệt tức là có tội Tội ấy rất nặng Làm thế nào để thực hiện tốt đẹp công tác này Làm rất đúng pháp Khiến cho chư Phật như Lai đều thỏa ý đầu tiên là đức hạnh đấy là điều kiện đầu tiên và trọng yếu nhất trong tục phật huệ mạng đây chính là ba hay bốn món căn bản như chúng tôi đã nói trong hiện thời nếu quý vị chẳng nghiêm túc và thật sự thực hiện đệ tử quy cảm ứng thiên thập thiện nghiệp đạo sa di luật nghi quý vị sẽ chẳng thể nối tiếp huệ mạng của phật điều kiện đầu tiên là thành tựu đức hạnh sau đó mới là học vấn học vấn là thâm nhập một môn ừ. trường thời quân tu nho và phật đều dạy chúng ta như vậy chẳng dạy chúng ta học rộng nghe nhiều học rộng nghe nhiều khi nào sau khi khai ngột Khi chưa khai ngộ Mục tiêu đặt chắc nơi khai ngộ Chẳng phải là học rộng nghe nhiều Học rộng nhất định chướng ngại khai ngộ Vì sao? Tâm quý vị chẳng thanh tịnh Quá tạp Quá nhiều thứ Quý vị phải biết Thâm nhập một môn là dốc sức nơi một bộ kinh Tôi nói với mọi người Tôi giảng ở đây Giảng xong một bộ kinh Sẽ làm như thế nào Chẳng coi như đã xong Giảng lần thứ hai Giảng xong lần thứ hai Bàn giảng lần thứ ba Cổ nhân giảng kinh Di Đà Trong một đời giảng hơn 200 lượt chính chúng nghe có hứng thú hay chăng? Họ giảng mỗi biến mỗi khác, cảnh giới khác nhau. Càng nghe càng hoan hỷ. Cảnh giới của người giảng không ngừng nâng cao, người nghe cũng tiến lên không ngừng. Giảng tràn đầy ý gì? Thật sự thực hiện thật sự tôi được tam bảo gia trì trong quá khứ tôi ở đài trung thầy lý cho tôi biết cụ giảng kinh di đà sáu lần biểu hiện sáu cách khác nhau thật đấy chẳng giả đâu. tôi học kinh lăng nghiêm từ cụ tôi giảng kinh lăng nghiêm bảy lần Kinh ấy quá dài phải tốn rất nhiều thời gian tôi nhớ đã giảng viên mãn từ đầu đến cuối chỉ có hàng lượt năm lần giảng khác đều chưa viên mãn tứ hoàng thệ nguyện là cường lãnh chỉ đạo tu học tối cao của chúng ta Quý vị thấy điều thứ nhất là dạy chúng ta phát Bồ Đề Tâm Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phát Bồ Đề Tâm Vì chúng sanh chứ không phải vì chính mình Thực hiện từ chỗ nào Phiền não vô tận thể nguyện đoạn là đức hạnh Trước hết quý vị phải đoạn hết phiền não Sau đấy mới có thể học pháp môn nếu phiền não chưa đoạn Quý vị tu học pháp môn sẽ sáng tạp phiền não Rất khó thành tựu Do vậy thâm nhập một môn Trường thời quân tu là gì vậy? Là đoạn phiền não Dùng một bộ kinh Dùng phương pháp này để đoạn phiền não đối với tám dạng bốn ngàn pháp môn dùng kinh giáo này quý vị đọc mỗi ngày giảng mỗi ngày dùng biện pháp này tâm quý vị sẽ định một bộ tâm sẽ định càng giảng càng thuần thục tâm càng định định sanh quậy từ một bộ kinh mà đắc tâm thanh tịnh và tâm bình đẳng chỉ cần đạt được hai thứ ấy sẽ khai ngộ Sau khi ngộ sẽ như thế nào Hết thể các pháp môn Hệ tiếp xúc Bàn thông suốt Vì thế Long Thọ Bồ Tát đã nêu gương cho chúng ta Lão nhân già chứng đắc sơ địa Bồ Tát Sơ địa trong biệt giáo giống sơ trụ trong viên giáo Tại Trung Quốc Nói tới những vị đại triệt đại ngộ Minh tâm kiến tánh Thì vị đại biểu trọn vẹn nhất của Trung Quốc Là Huệ Năng Đại Sư Long Thọ Bồ Tát chứng đắc Cùng một cảnh giới như thế đó Thuở Đức Thế Tôn Tài Thế Giảng kinh 49 năm Long Thọ Bồ Tát dùng bao nhiêu thời gian Để học xong toàn bộ hết thị Các kinh do Đức Phật đã nói Ba tháng Đối với cái gọi là Đại Tạng Kinh hiện thời Ngài học xong Trong ba tháng Vì sao Ngài học nhanh như vậy Quý vị đọc lục tổ đàn kinh sẽ hiểu rõ Quý vị thấy lục tổ đàn kinh có chép một câu chuyện Trong Phật môn gọi là công án Tức là thí dụ điển hình Thiền sư Pháp Đạt học kinh Pháp Hoa Đến gặp lục tổ Khi lễ bái đầu chẳng chạm đất Lục tổ thấy sư lại tam bảo Mà đầu vẫn chẳng chạm sát đất Bèn đứng dậy hỏi Ông có điều gì đáng kiêu ngạo vậy? Nói theo cách hiện thời Ông có cái gì đáng để ngông nghênh như thế? lễ bái mà đầu chẳng chạm sát đó. sư thừa đã niệm tới ba ngàn bộ kinh pháp hòa, kinh pháp hòa rất dài, ba ngàn bộ tối thiểu là ba ngàn ngày. Nói cách khác là mười năm, mười năm niệm một bộ kinh, đáng nên kiêu ngạo lắm chứ. Lục tổ bèn khảo sư Kinh Pháp qua giảng những gì Nói không được Bèn quay sang thỉnh giáo lục tổ Lục tổ nói Ta không biết chữ Nên chưa đọc kinh ấy Mà cũng chưa nghe qua Ngài bảo Nếu ông đã niệm thuần thục như vậy Hãy đọc cho ta nghe Kinh Pháp Hoa gồm 28 phẩm Sư đọc đến phẩm thứ hai Là phẩm phương tiện đọc đến phẩm thứ hai lục tổ nói được rồi chẳng cần niệm nữa ta biết hết rồi ngài giảng cho sư nghe sư bèn khai ngộ khi lễ bái đâu bèn dập sát đất quý vị hiểu người khai ngộ có cần phải đọc toàn bộ hay chăng không cần xem một quyển đọc một đoạn bèn hiểu toàn bộ giảng về pháp nào hoàn toàn thông suốt vì thế ba tháng đọc hết một bộ đại tạng kinh là thật chẳng giả Thiền Tông nói Ngộ hậu khởi tu Vì sao Tông Môn và Giáo Hạ khác nhau Giáo Hạ vừa bắt đầu bèn học tập Kinh Giáo Còn Tông Môn thì chắc chắn là chưa khai ngộ Sẽ không cho quý vị xem Kinh Cũng không cho quý vị nghe gì khác Nhằm khiến cho quý vị buông xuống Buông phân biệt xuống Buông chấp trước xuống Khi ngộ sẽ là thanh tịnh, bình đẳng, giác, giác là giác ngộ. Giác ngộ ác phải đoạn hết, vô thủy, vô minh phiền não. Vô thủy, vô minh phiền não là khởi tâm đồng niệm. Lục căn tiếp xúc cảnh giới lục trần chẳng khởi tâm, không động niệm. Khởi tâm động niệm còn chẳng có, đương nhiên chẳng có phân biệt chấp trước. Đạt đến cảnh giới này Giác tánh tức sự tánh giác hiện tiền thể hiện tiền thì lục căng tiếp xúc cảnh giới Vừa tiếp xúc bè thông đạt hiểu rõ Học nhanh lắm Lục tổ chẳng biết chữ Chưa từng nghe kinh Nếu nói ngài nghe kinh Thì chính là lúc canh ba nửa đêm Hòa thượng ngũ tổ nhẫn giảng kinh kim càng Cho ngài tại phương trưởng thức Đương nhiên là giảng đại ý Giảng đến cầu ưng vô sở trụ Nhi sanh kỳ tâm Ngay bèn kiến tách Nói ra cảnh giới gồm 5 câu Hà kỳ tự tánh bổn tự thanh tịnh vốn chẳng sanh diệt vốn tự trọn đủ vốn chẳng dao động có thể sanh ra giảng pháp hòa thượng ngũ tổ nhận nói được rồi những điều sau đó không cần phải nói nữa trao y bác cho ngài dục ngài hãy đi cho nhanh vì sao phải đi sẽ bị người khác ganh ghét chứa ngại chẳng phục người khác hàng ngày nghe kinh tại giảng đường hàng ngày tọa thiền trong thiền đường đều chẳng được truyền y bác thế mà người này đến đây chưa từng vào thiên đường một ngày nào Cũng chẳng tới giảng đường bữa nào Ngũ tổ chỉ giao cho hán giả gạo bữa củi Trong phòng xây xác Làm suốt 8 tháng Kết quả là y bác bị hắn ôm đi Cho nên chẳng có ai phục Đến hôm sau họ truy tìm khắp nơi Toàn bắt ngài gì Phật Bồ Tát Gia Hộ Ngài ẩn nấp trong phường thợ săn 15 năm 15 năm khiến mọi người quên dần chuyện này Lúc ấy mới xuất hiện Trên đường lánh nạn Tại thôn Tào Hầu Sư gặp tỳ kheo ni vô tận tạng Bà này thọ trì kinh Đại Bác Niếp Bàn Kinh Đại Bác Niếp Bàn có phân lượng lớn Có hai phiên bản một bản là 40 quyển Bản kia gồm 36 quyển Quệ năng đại sư lúc ấy 24 tuổi Khi mới vừa bỏ trốn còn chưa đến chỗ phường thở sân Tại thôn Tàu Hầu gặp vị tỳ kheo ni này Nghe bà ta niệm kinh nếp bàn Nghe xong bèn giảng giải cho bà ta nghe Vậy thì kheo ni ấy bội phục năm dốc sát đất Giảng quá hay Giảng đến mức bà ta khai ngộ Bà ta cũng là nhất tâm thọ trì Thâm nhập một môn Trường thời quân tu Nên đắc ta muội Khi tổ vừa giảng bè khai ngộ Cầm kinh điển hướng về lục tổ thịnh giáo Lục tổ nói ta không biết chữ Bà ta hỏi ngài không biết chữ Sao có thể giảng được ý nghĩa Tổ nói chẳng dính dáng gì đến văn tự chúng ta chớ nên không hiểu đúng là chẳng dính dáng vì thế cổ nhân thâm nhập một môn trường thời quân tu ở đây có đạo lý to lớn Tại Trung Quốc, không chỉ học Phật là như thế, mà học đạo học nho cũng đều như thế. Thời cổ trường tư thuộc dạy học trò Điều quan trọng là khơi gợi phát khởi ngộ tánh của trò Coi đó là điều quan trọng nhất Những điều khác đều là hạng hai hạng ba Xếp ngộ tánh vào bậc nhất Chớ nên ngăn lắp ngộ tánh của người ta Con người hiện thời không hiểu chuyện này hôm nay đã hết thời gian rồi chúng ta học tập tới đây thank you